Tì Tì Đạp Gió, Chibu livestream kể khổ lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam vào cuộc. Livestream mới nhất của ca sĩ Chibu đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hơn hết, netizen không khỏi bất ngờ khi phát hiện trang lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tham gia vào cuộc giao lưu trực tuyến này. Sau khoảng thời gian tập trung cho chương trình Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc, tối ngày 5 tháng 7, Chibu đã có buổi livestream trên trang cá nhân để giao lưu cùng với người hâm mộ nước nhà. Đáng chú ý, tại buổi livestream của Chibu, cư dân mạng đã không khỏi bất ngờ khi phát hiện trang lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng vào xem live của cô. Từ động thái này, người hâm mộ của tỷ tỷ Chibu cũng lần lượt soi ra nhiều hành động tương tác khác của các lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam. Cụ thể, trước đó fanpage của lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã liên tiếp đăng tải thông tin về nữ ca sĩ Việt Nam khi tham gia chương trình Đạp Sóng 2023 tại Trung Quốc. Một bài đăng đặc biệt hơn cả là vào ngày 2 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng đăng bài tán dương sự xuất hiện của Chibu. Theo đó, ông chia sẻ, mới đây nghệ sĩ Việt Nam Nguyễn Thị Chi Chibu đã tham gia chương trình truyền hình thực tế tại Hồ Nam Trung Quốc. Sau khi chương trình được phát sóng, rất nhiều khán giả Trung Quốc đã yêu thích cô gái Việt Nam này. Hãy cùng lắng nghe Chibu truyền tải tình hữu nghị Trung Việt và câu chuyện văn hóa Trung Việt nhé. Nhiều người khẳng định đây là tín hiệu tích cực cho thấy phía chính quyền đang rất ủng hộ sự xuất hiện của ca sĩ Chibu tại thị trường giải trí Trung Quốc. Cô nàng dường như trở thành cầu nối giữa cộng đồng người hâm mộ hai nước Việt Trung. Sau khi chương trình Đạp Gió 2023 được phát sóng, Chibu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả trong nước lẫn quốc tế. Cô nàng cũng ngày càng được yêu quý tại đất nước tỷ dân Trung Quốc. Trong buổi giao lưu trực tuyến vừa rồi, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ vô cùng thú vị về hành trình đạp gió của mình năm nay. Đặc biệt, Chibu cũng trải lòng về màn trình diễn đầu tiên của mình trong chương trình. Chibu tâm sự, ở công một chẳng hạn, khi đó màn trình diễn cứ đến đoạn mình hát là không có ai hò reo, hò hét gì cả vì mình không biết cô này là ai cả. Chibu cho biết toàn bộ khán giả trong phần trình diễn khi ấy đều im re vì không hiểu cô nàng đang hát gì. Lý do là vì ở buổi công diễn đầu tiên, Chibu đã lựa chọn hát tiếng Việt ở phần lớn các đoạn trong ca khúc Đóa Hoa Hồng, thế nên điều này đã khiến cho khán giả tại Trung Quốc có phản ứng khá may mắn. Chibu cũng cho biết cảm thấy khá rụt rè khi nhìn thấy phản ứng lúc ấy của khán giả. Thế nhưng cuối cùng, nữ ca sĩ cũng đã hoàn thành tiết mục giao sân một cách trọn vẹn. Mặt khác, Chibu cũng tiết lộ thêm rằng qua một số buổi công diễn thì khán giả tại Trung Quốc cũng đã dần biết đến cô và tìm hiểu về nữ ca sĩ. Giọng ca Anh Ơi Ở Lại không giấu được niềm vui và sự hạnh phúc khi chia sẻ về kỷ niệm được khán giả xứ Trung gọi tên sau đêm diễn thứ hai. Qua từng phần công diễn thì lại thấy là có nhiều người ủng hộ mình hơn, nhiều người biết đến mình hơn và rất support mình trên các trang mạng xã hội. Cho đến bây giờ mình cảm thấy rất vui khi được mọi người chào đón rất nhiều. Mình cảm thấy đó là một niềm tự hào của bản thân khi tham gia vào chương trình Đạp Gió. Lúc đầu hơi nhút nhát và lo lắng một chút, nhưng cho đến bây giờ thì mọi thứ cũng đã diễn ra một cách suôn sẻ. Những chia sẻ của Chibu về hành trình tại Đạp Gió 2023 trong buổi giao lưu khiến khán giả không khỏi thích thú. Đạp Gió 2023 hiện là chủ đề hàng đầu và thu hút nhất trong các chương trình tạp kỹ giải trí hiện tại ở Trung Quốc. Chương trình được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao về khâu tổ chức, bài trí sân khấu và sự đầu tư của mỗi màn trình diễn. Hiện tại Đạp Gió 2023 còn 22 thí sinh tham gia và sẽ tiếp tục chọn đội để chuẩn bị cho vòng công diễn 4. Chương trình tiếp tục ghi hình tại Trung Quốc.